Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình giới thiệu với mọi người một cái máy máy sát nghiền. Nó chỉ có chức năng sát và nghiền, không có lọc sạn nhé. Cái này thì nó rẻ hơn, giá là 6,8 triệu. 6,8 triệu cái máy này. Motor theo máy còn này theo nhà sản xuất thì người ta sử dụng motor 2,2 kg. Nhưng mình lắp motor 3 kg thì nó khỏe nhé. Đầu tiên là cái motor, động cơ của nó, và máy này là nó có đảo chiều nhé. Đây, mình sẽ giới thiệu chi tiết cho mọi người về cái máy này. Máy thì rất dày dặn chắc chắn nhá. Đó, các chi tiết rất là chắc chắn này. Đây, hàng xuất khẩu nhá. Đó. Motor của nó 3 kg có đảo chiều này. Đó, đảo chiều. Đây là bên sát. Còn sang bên này thì nghiền. Đó. Motor 3 kg nhá. Đây này. Motor toàn phát dây đồng 100% này, 3 kg. Và về cái bên về giới thiệu ở bên sát trước đi. Bên sát này thì mọi người đây là cái đường vào vào gạo của nó, vào lúa này. Đó. Còn đây là đường ra lúa này. Đó, còn đây là cái đường ra cám và các đầu mày các thứ sẽ ra hết đây. Đó, tí mình sẽ cho mọi người xem cái cám này, xong mình sẽ so sang bên nghiền, mình nghiền luôn cho mọi người xem nhé. Cái này nghiền lúa này, nghiền lúa, ngô, khoai sắn các thứ là được hết. Nghiền dày mỏng là đấy, tí mình sẽ giới thiệu sau về cái nghiền. Và cái đầu tiên nhá, về cái máy này ấy, thì mọi người khi chơi cho lúa vào ấy, đưa xuống thì đưa nó một tức là đưa đừng có nhanh quá và đừng có chậm quá, mình đưa một cỡ thôi. Và lưu ý là cái mày ở cái lúa nó đừng có nhiều đầu mày quá thì nó xuống nó bị tắc ở đây này, tắc ở đây nó không xuống được. Đấy, các chi tiết rất là chắc chắn đây này, từ những cái đỡ lúa này. Và cái khi sử dụng là mọi người nới hết cái này ra này, nới cái này lỏng ra nhé, và bắt đầu ép dần vào, xoay dần theo chiều kim đồng hồ vào. Và khi nào thấy cái hạt gạo ra nó trắng sạch đẹp là ok. Và đó, và cái này là khi mọi người mà bị nghẹt đấy, mọi người cho xuống nó nhanh quá nó không kịp ra ấy, và cái sàng nó mới thì nó có hiện tượng lâu nó bị nghẹt. Nếu mà bị nghẹt thì mọi người xử lý như này. Mọi người sẽ dùng cái cale 12 tháo hai cái con ốc này và con ốc này ra và rút cả cái bộ này ra. Đây mình sẽ làm cho mọi người xem luôn. Đây mình sẽ tháo ra nhá, sẽ hướng dẫn mọi người cách xử lý. Nếu mà bị nghẹt thì xử lý luôn như này. Đó. Tháo ra này. Tháo hai con ốc này ra. Đó, bỏ hai con ốc ra là nó tháo cả cái cụm này ra luôn. Đó. Ở trong nó có hai cái mặt như này. Mọi người lưu ý khi tháo nhá, nó có hai cái cạnh này, hai cái khe này thì nó phải vào hai cái góc này nhá. Đây này. Cái sàng nó phải vào như này này. Đấy. Là để nó không bị xoay cái sàng này nhá. Cái sàng này mà bị xoay là không được này. Đó, cái hai cái khe này vào giữa này. Đấy, kể cả cái trong này cái góc cái trong kia nó cũng có cái mặt như này, cái góc trong kìa thì nó để giữ hai cái cạnh này nhá. Đó. Mọi người bỏ cái sàng này ra vệ sinh lại cho nó sạch đi. Và khi mọi người nó bị kẹt ấy thì mọi người bỏ được cái này ra rồi thì mọi người bật cái công tắc đảo chiều để cho nó xoay vòng đi, cho nó xoay cho nó ấy đi. Các cái này nó phải để ý đấy, không là nó không vào đâu. Đó. Xong lại lắp lại. Đấy. Lắp nó phải vào đúng cái khe này nhá. Rồi, bắt đầu xong lại lắp lại như cũ thôi. Cái bước này thì nó rất là nhanh, đơn giản rồi. Rồi ok. Và bên này là bên nghiền nhá. Nghiền thì đây là cái chỗ để đựng nguyên liệu này. Hoặc là nếu mà nguyên liệu để bên này xuống được. Nhưng bên này xuống thì nó nhiều khi nó không có cái mức ấy. Mình căn nó khó, để bên này nó chuẩn hơn. Và mình sẽ cho mọi người xem cái nghiền này nhé. Đây, cái nghiền này muốn tháo ra thì đây, tháo đây. Nó có con ốc này, nhiều người cứ hỏi con ốc này để làm gì.
thì con ốc này nó để hãm vào cái chân này này, hãm cái sàng này, không cho cái sàng này nó cố định cái sàng này nhá. Ở cái sàng này mọi người nhấc ra thay cái sàng khác. Đây là sàng nó không được mịn lắm này, nếu mọi người muốn nghiền một bánh thì mọi người phải nói trước với mình, nếu mà muốn nghiền thô nghiền mịn như nào thì nói trước mình, bên mình thì đầy đủ các cỡ sàng nhé. Đó, về mọi người lắp vào cái là hoạt động thôi, thay sàng khác vào đây để vào cái là hoạt động thôi. Đấy, cho nó vào hết mép cái là khóa nó lại rồi. Đó, cái này thì nó sử dụng các đầu nó có dao, là đầu dao này. Những cái đồ này thì bên mình có hết nhá, những cái dao này này, những cái dao này và những cái dao này, và muốn mua cả cái cụm này cũng có này, cụm này có luôn nhá. Đó thì là dạ cả là đây là phần nghiền, đây là cái bên nghiền nhá. Đó, ai tháo lắp thì nó rất là đơn giản này. Em chỉ cho anh ấy, em làm nốt cái clip. Đó, bây giờ tí nữa mình sẽ test thực tế để cho mọi người xem nhé. Đấy, cái đường ra máy này nó rất là chắc chắn đây. Nói chung con máy này rất là chắc chắn, dày dặn chắc chắn này, các chi tiết này dày dặn chắc chắn này. Đấy, đây là cái tăng dây có loa này, cái này để tăng dây có loa cho nó căng ra này, khi hoạt động thì nó truyền tải nó sẽ tốt hơn. Rồi, motor 3 ký nhá. Đây. Hơi tối đúng không? Hơi tối. Đó. Motor 3 ký đấy. 3 ký này tương đương 4 HP nhé. Tua nhanh bằng tua 2009. Đó. Khung nào? Đó, mình đã giới thiệu chi tiết về cái máy này rồi nhé. Máy này nếu mọi người lấy thì bên mình sẽ lắp ráp sẵn rồi nhé. Chỉ về mọi người mình sẽ tháo hai cái này này, hai cái máng ra. Về mọi người lắp hai cái máng lên giúp mình là hoạt động thôi, và những cái chi tiết phụ như cái này mình sẽ gập lên này, cái này sẽ gập lên đây, còn máy sẽ lắp ráp sẵn hết như này rồi, về mọi người chỉ việc sử dụng thôi. Nên là về nhà mọi người chỉ việc lắp mỗi hai cái máng lên là sử dụng thôi. Máy trước khi xuất đi cho mọi người thì bên mình sẽ cắm điện và quay thử xem motor nó chạy hay không chạy nhé. Đó, mọi người khi làm ấy thì mọi người sẽ cho motor nó chạy khoảng tầm 10 giây đến 20 giây thì hãy cho nguyên liệu xuống nhá. Rồi, ok, giờ mình sẽ test máy cho mọi người xem. Đó, mình đã giới thiệu chi tiết về cái máy này rồi nhé. Máy này nếu mọi người lấy thì bên mình sẽ lắp ráp sẵn rồi nhé. Chỉ về mọi người mình sẽ tháo hai cái này này.